báo Philippines buông lời cay đắng sau thất bại tâm phục khẩu phục trước tuyển Việt Nam. Nhiều tờ báo Philippines tỏ rõ sự thất vọng sau khi đội nhà nhận trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Philippines đã có màn ra quân thiếu ấn tượng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khi để thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân Rio Memorial. Sau trận đấu, nhiều tờ báo Philippines đã không giấu được thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Nổi bật trong số này là bài viết có tựa đề "Đội tuyển Việt Nam đã khiến cổ động viên Philippines câm lặng ở Rio Memorial" của tờ Tribeca Tan. Trong bài viết, trang báo này cho rằng giấc mơ dự World Cup của Philippines đã bị dập tắt ngay sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam. Trận thua Việt Nam chính là bài kiểm tra cho thấy tham vọng dự World Cup của Philippines là khó đạt được như thế nào. Sân Rio Memorial đã chứng kiến số lượng khán giả kỷ lục nhưng họ không thể vui nổi khi đội nhà gục ngã. Lối chơi của Philippines thiếu sự đột phá. Điều đó khiến đoàn quân của huấn luyện viên Michael Weiss dễ dàng thất bại trước đội tuyển Việt Nam, tờ Tribeca Tan cho hay. Cùng quan điểm, tờ Rappler cho rằng hai bàn thắng của Văn Toàn và Đình Bắc đã làm hỏng bữa tiệc của Philippines tại sân Rio Memorial. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Weiss đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với trận thua đầy chua chát trước đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 16 tháng 11, đội tuyển Philippines đã chơi lép vế trước đoàn quân của huấn luyện viên Trucci. Các học trò của huấn luyện viên Michael Weiss gần như không thể kiểm soát được khu trung tuyến và liên tục phải đối mặt với các tình huống đánh biên của tuyển Việt Nam. Thậm chí, nếu các chân sút áo đỏ tận dụng tốt thì khả năng cao Philippines sẽ phải nhận thất bại đậm hơn. Theo lịch, ngày 21 tháng 11, Philippines sẽ chạm trán Indonesia. Trong khi tuyển Việt Nam đụng độ Iraq trên sân Mỹ Đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.